Tranh trần 3D này nó rất là hữu ích đối với các bạn mà chúng ta đang thiết kế và hoàn thiện căn nhà của mình. Đấy. Có mấy cái lý do chính. Thứ nhất ấy, là đây là một cái bức tranh trần cực kỳ đẹp, cực kỳ hợp với cái khung cảnh. Thứ hai là nó nhỏ thôi. Thì chúng ta xem thực tế nó như này. Đấy. Mỗi bức tranh mà nó đặt chân cầu thang, trên cầu thang đi lên tầng 2 đấy, nó rất là đẹp, phải nói là cực kỳ đẹp, không thể chê vào đâu được, đẹp hơn cả tranh kính luôn, tranh dán trần nhưng nó cực kỳ đẹp. Thì thứ nhất là cái yếu tố là về mặt hình ảnh nó rất là đẹp. Thứ hai nữa là về cái kích thước nó cũng rất là nhỏ, dài 2,5 m, rộng 1,72 m. Bức tranh này nó thực sự nó chỉ khoảng 4 mét vuông thôi. Cái chi phí cho nó rất là ít, nó chỉ hơn 1 triệu một chút. Thì có một cái hiệu ứng hình ảnh như thế này thì nó là một cái rất là nên làm. Chúng ta không thích chúng ta có thể thay một bức tranh khác với một chi phí rất là rẻ thôi. 5 năm, 3 năm, 7 năm, 10 năm mình thay. Thì cực kỳ là rẻ mà nó đẹp. Phải thực sự mình làm tranh chuyên nghiệp 4 năm nay mình thực sự rất là bồ kết bức tranh này. Có một cái điều là chúng ta cần lưu ý là nếu như chúng ta không phải là những cái người chuộng phong cách nó hoành tráng, nó sang trọng quá thì chúng ta tránh những cái màu khung như này. Chúng ta chọn cái màu khung nó sẫm hơn, nó trầm hơn một chút thì nó đưa cái bức tranh về gần với thiên nhiên hơn. Màu này nó hơi sang trọng, nó thực sự là mình hơi chê cái màu nó hơi sang trọng, còn cái bức tranh nó trầm hơn, nó làm cho cái khung cảnh nó tự nhiên hơn, nó lên thơ hơn và bức tranh nó sáng hơn.